Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay là một ngày rất đẹp trời và mình lại làm video tô màu để gửi tặng đến các bạn. Và mình mong rằng các bạn hãy ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mình tiếp tục với động lực ra video. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nha các bạn ơi. Cái cối. Cái phễu. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm cho mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay em. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ sẽ có từ máy ảnh nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm cho mọi người. Cái cối giả lạc rồi. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình rồi. Sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ máy quay phim. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm cho mọi người. Cái cối không ấy. Cái cối, cái chày đúng không? Cái chày đó gì? Làm gì có dáng. Cái chày nào? Cái sọ màu. Sọ màu. Đổi tiền tài khoản không? Thế rồi, đủ thế rồi. Chính toàn là có lợi khi là nhiều tiền này dạy hỏa quá.
Số 1 soi nhé các bạn.